Vâng, và cũng xin phải nhấn mạnh lại một lần nữa là cả nước đã có 22 người thiệt mạng vì bị muỗi đốt. Hà Nội hiện đang là địa phương đứng thứ hai cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết. Do vậy, cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là sẽ xử lý hành chính đối với những trường hợp cố tình không hợp tác trong việc phòng chống dịch. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trong cuộc kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn và quận Hoàng Mai, là một trong hai quận có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất của thành phố. Tại buổi làm việc, Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, thời gian vừa qua mặc dù các quận huyện đã vào cuộc, thế nhưng số người mắc vẫn tăng nên cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn. Và trước mắt thì cần phải làm ngay là phun thuốc diệt muỗi diện rộng, phát động phong trào vệ sinh toàn thành phố. Tôi đề nghị là kiên quyết xử phạt hành chính đối với những người dân hay tổ chức mà anh chống lại hoặc là anh không hợp tác trong cái việc này. Bởi vì đây là anh đe dọa đến cái an toàn của cộng đồng. Cho nên nhất định là làm như thế là bảo vệ chính cái hộ dân đấy, chính cơ quan xí nghiệp đấy, nhưng mà cũng là bảo vệ cộng đồng. Thì đề nghị các đồng chí phải làm mạnh hơn. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Sở Y tế phải rà soát, phân luồng khám chữa bệnh, phân loại bệnh nhân để giảm tải ở tuyến trên, không để bệnh nhân nằm ghép hay là xếp hàng dài để chờ khám. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, với tốc độ gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết như hiện nay, mỗi tuần tăng thêm trên dưới 1.000 ca, thì chỉ vài tuần tới, Hà Nội sẽ có thể vượt lên đứng đầu cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết. Vì vậy, công tác phòng chống dịch cần được đẩy mạnh hơn nữa trong cộng đồng.